cái đoạn này cái bông dục em. Bình thường có gì đâu, hát làm nó ổn là mai sinh mình cho mình gặp gặp hát nữa thôi, chắc tà la tà lưa luôn. Một đi một dưới da bình thường mà với mình, ví dụ như mặt đi với mình cùng lắm tới 4 lần là hết một dưới da, thấy không? Nhưng mà do lên cái ổ này thành ra nó bị nhiễm trùng rồi, chắc nặng nặng cai nặng đồ chứ các bạn. Kỹ thuật cái nó nặng với sao trời, một đi nặng cay nặng đồ cũng khó ra đó. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Mà tự thấy đẹp vấn đề đi. Đẹp không? Không có gì do ai đâu á. Không có rỉ giật lại, không giật xuống vậy. Kiến làm bàn da chú thôi nghe Kiến à. Chú đau là tê lại cho chú ngay. Xe đồ cho chú đi xem mấy đứa. Tặng bao nhiêu tiền? Dạ của chú cái hộp nó 150 với 100 nữa là 250 chứ.
Chú ơi, chú còn ở đây kìa. Mà cái hột nó lên lại là chú qua con bảo hành cho nghe. Vì con không thể đốt sao được á, sự lầu con không có đốt sao á. Ừ, không mình nói thôi mình. Ủa kia. Tao phải nhìn cho điện chứ. Dạ để con điện với mình ra đón chú. Dạ. Chú đừng có cãi gỡ cho chỗ nó nghe. Bấm vô Facebook của chị Bao điện cho chị Hồ Minh nó lên đó. Dạ không, chưa chú. Chị đó con điện cho. Bấm vô Facebook của chị Hồ Minh nó điện cho chú. Messenger của chị tin nhắn bây giờ chị mới nhắn tin. Nhưng mà không đào không đuôi tức. Không, ba là sao chứ? Cặp vàng tiếp với ổ viên đó hả? Vàng tiếp với ổ viên đó. Chứ sợ nó ổn dài quá là da mất mã không thôi. Chứ nhiều quá giống ăn kiến rồi đó kìa. Ừ. Dài quá là da mất mã rồi. Thái họ cái là làm nhau ngửi không được có mình cả thì đúng là cả thì thì mà hắn cũng chịu khó đi làm này, đi làm mà ráng cũng chơi dễ sợ, các bạn không làm nên nó ở nhà anh chơi không, ở nhà lấy diễn trợ, thì cũng chịu khó đi làm đồ, thấy nó làm cực các bạn mà ráng, cũng thích đi làm đi đồ đó chứ đâu phải là nó, nhóc nhóc nhái mà nhờ chị biết chơi rồi đó.